Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hôm nay thì Mỹ Linh lại tiếp tục quay trở lại đỉnh Hấu Chua để tiếp tục giám sát bà con làm cái tuyến đường ở cái thôn Hấu Chua này mà đã được cô bác Mạnh Thường Quân ủng hộ. Và hôm nay vào trong này thì Mỹ Linh cũng mua được một ít đồ của những cái số tiền mà cô bác Mạnh Thường Quân ủng hộ. Hôm nay thì Mỹ Linh trích cái số tiền của một cô ở Đắk Lắk. Cô có gửi cho Mỹ Linh là 1 triệu đồng để Mỹ Linh mua ủng. Thì hôm nay là Mỹ Linh cũng mua được 7 đôi ủng, với cả mua một quả dưa, với cả mua thịt cho mọi người là buổi trưa ngày hôm nay để mọi người có một chút là vitamin đạm. Hiện tại thì Mỹ Linh đang trên cung đường để đi vào ở chỗ bà con thôn Hấu Chua. Hôm nay là tiếp tục là đổ đường. Hôm nay thì bà con thôn Hấu Chua thì tiếp tục là đổ ngay cái đoạn gần chỗ này thôi các bác ạ. Đổ nốt đoạn đấy xong ngày kia thì sẽ ra chỗ phía cái đoạn dốc nhất ở cái khu vực khó nhất để tiếp tục đổ đường ở đó. Bây giờ mời tất cả các bác cùng với Mỹ Linh đi ra phía bên đó. Một lần nữa thì Mỹ Linh cũng xin chân thành cảm ơn chị, một cô giấu tên ở Đắk Lắk đã gửi tiền cho kênh của Mỹ Linh để mua thức ăn, mua ủng cho 7 anh em siêu nhân ở trên đỉnh Hấu Chua này. Hôm qua với cả buổi sáng ngày hôm nay thì cái thời tiết ở trên vùng cao mưa rất là to. Rất là may trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết đã không mưa rồi các bác xem. Những cái dòng nước chảy từ trên đỉnh Hấu Chua về. Và hiện giờ thì ở trên vùng cao thì các bác biết là tỷ lệ sạt lở rất là cao. Sao đấy? À, được không? Đâm vào chân à? Đây các bác xem, sau những cơn mưa thì thời tiết nó lại rất là đẹp. Hôm nay mua ủng cho anh em để anh em đeo ủng đổ đường cho nó đỡ bẩn chân. Xem mấy anh em đến chưa? Đây, cũng đã bắt đầu để làm rồi. Chào anh chưa? Xin chào 7 anh em nhá. Chào anh Phó khỏi rồi à? Khỏi bệnh rồi à? Có chắc chắn không ấy? Chắc chắn à? Chắc chắn thì mới làm nhá. Không sợ là chưa khỏi đấy. Mọi người đeo khẩu trang mà làm đi, khẩu trang đâu rồi? Vừa đi mà. Tí đi đeo khẩu trang về đi. Tấm mặt đi, tấm mặt đi, tấm mặt đi nhá. Đây mọi người lấy ủng đeo luôn này. Đây bác chưa về đeo ủng ấy. Đây mọi người thử đây, đấy xem test đi. Nhá mua thịt ở đây nhá. Hôm nay mua thịt với cả dưa hấu tí nữa tráng miệng buổi trưa. Anh vừa đâu rồi? Hôm nay là có vẻ là bác sò đi đám ma là chưa về đúng không? À, bác sò là bận đi đám ma nhá các bác. Cứ đeo đi. Bác sĩ xem ấy. Đổ đường cho nó đỡ bị ăn chân không các bác. Không, nếu mà làm sau cái tuyến đường này mà cứ đi cái dép kia thì coi như là chân hỏng hết. Đủ không Vương? Thì à? Mô ớt ớt cho mà xì trong này mà không nhìn mè được. Đúng rồi à? Còn thừa phải thừa 2 đôi nhá. Có đủ 7 đôi đấy không? Đấy. Đủ đúng không? Đủ đúng, đủ 7 đôi. Đấy xong rồi mọi người ấy xong rồi vứt vào
Cứ gọn rác vào một cái túi này. Này, cho gọn rác vào một cái túi hay là mình để cái dép của mình luôn. Đây bác chưa, để cái dép của bác chưa vào trong cái túi này. Chỉ là tàu của hao lửa. Chỉ sốc vô chua chả. Bác Xính bảo là hơi to đúng không? Thôi cố gắng cho tạm. Tại vì em cũng không biết size của mọi người ấy. Cũng không có số điện thoại của mọi người để gọi hỏi rõ. Hôm nay thì sẽ đổ nốt trong ngày hôm nay là cố gắng đổ hết luôn rồi nhở. Trong ngày mai thì mình bắt đầu đổ làm cua luôn. Thời tiết hôm nay thì chắc chắn là không mưa rồi. Đấy, test thử luôn. Đợi anh vừa ở bên kia đúng không? Đấy, đợi anh vừa về thì Mỹ Linh sẽ công bố một cái rất là vui nữa. Lại nhận thêm một cái tin rất là vui. Được một chị ủng hộ cho bà con đây nữa. Ông xem giày nào, đấy các bác xem. Mấy anh em đi. Đi này xong rồi không đau chân nữa hả anh Phó? Không. À. Đảm bảo luôn. Thế là hôm nay là đỡ ốm mà đúng không? Đỡ. Đỡ trở chắc chắn nhá, phải đảm bảo sức khỏe nhá. Ốm thì nghỉ. Đấy, giày. Tớ anh vừa lọt chưa? Anh vừa đang về đây các bác. Ôi trời, nó cực kỳ này đi luôn này. Anh vừa về đây bảo ơi. Thế nên là đi xa. Đấy là bác sĩ. Đấy bác chơi cứ mang thịt đi sau kia. Hiện tại thì Linh đang có mặt đây thì Linh cũng thông báo luôn. Hôm trước thì Linh cũng vừa nhận được một số tiền là 10 triệu của chị. Linh xem lại. Cũng nhận được 10 triệu của chị Jessica Trương. Thì chị có gửi cho Mỹ Linh là 10 triệu thì 9 triệu sẽ là vào cái tiền mua xi, còn 1 triệu thì sẽ là mua thức ăn. Thì cái 9 triệu này thì em sẽ gửi lại cho chú Tất Thắng nhé. Cái tiền này, những cái tiền mua xi ấy thì em sẽ gửi lại cho chú Thắng để chú Thắng có thể tổng hợp mua xi cho mình tiếp. Còn những cái tiền thức ăn thì em sẽ nhận, hay là các cô bác mạnh thường quân là cho tiền ấy thì là sẽ em sẽ gửi lại cho mọi người. Đấy, còn hôm trước thì có một tài khoản giấu tên là gửi từ Nguyễn Thị Thanh ấy, thì là có gửi là 1 triệu để mua dầu, mua nhớt. Thì cái tiền này thì chắc khả năng là em đưa lại cho anh thôi. Còn cái 5 triệu tiền làm đường trước nữa thì chắc em sẽ gửi lại cho chú Thắng là tổng là 14 triệu. Thì còn bây giờ là 1 triệu cái tiền mua nhớt thì em sẽ gửi lại cho anh Vừa. Đấy, anh Vừa là cầm tiền của mọi người đúng không? Đấy. Cái tiền này là tiền mua nhớt nhá. Em này 500 nhá. 1 triệu nhá. Đấy là tiền mua nhất nhá. Và thôi mình anh cũng gửi lời cảm ơn đến chị Jessica Trương. Cảm ơn chị đã ủng hộ em bỏ em mua nhất. Không, cái tiền nhất này là tiền khác, còn tiền nhất này thì đợt trước hôm trước là em đã cảm ơn rồi, thì anh cảm ơn một lần cũng được. Còn bây giờ thì mình cảm ơn cái chị Jessica Trương thì chị có gửi cho mình 10 triệu để ủng hộ cái tuyến đường hấu chua của chúng ta. Đấy. Cảm ơn thay mặt cả con, cảm ơn con, chị và đã giúp của em tiền xi với lại thức ăn và xin chân cảm ơn con. Một tay gáy rồi, thôi thay mặt bà con đây thì cảm ơn chị Jessica Trương. Thôi bây giờ mình tiếp tục công việc thôi nhở, nhá. Trong buổi sáng nay mình cố gắng làm luôn. Vừa rồi thì Linh cũng thông báo luôn ở trên kênh của Mỹ Linh thì Mỹ Linh cũng nhận được cái số tiền của chị Jessica Trương. Chị có gửi cho Mỹ Linh là 10 triệu đồng và 9 triệu là ủng hộ cho bà con là 100 bao xi. Còn 1 triệu là tiền mua thức ăn thì Mỹ Linh sẽ giữ lại. Cái 9 triệu đó thì Mỹ Linh sẽ gửi lại cho chú Nguyễn Tất Thắng. Và cả cái 5 triệu làm đường Mỹ Linh sẽ gửi lại cho chú Thắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái 5 triệu lần trước thì Mỹ Linh có nhận là của cô chú Tuấn Hạnh ở Long Biên, Hà Nội. Thì Mỹ Linh đã nhận được. Thì tổng cộng bây giờ là 14 triệu. Thì đợi mấy hôm nữa chú Thắng lên thì Mỹ Linh sẽ trao tận tay cho chú Nguyễn Tất Thắng nhá. Rất là cảm ơn quý cô bác Mạnh Thường Quân đã ủng hộ về cho cái tuyến đường thôn Hấu Chua này, đặc biệt là ủng hộ cho 7 anh em đây. Mỹ Linh thay mặt 7 anh em siêu nhân chúc mọi người một sức khỏe dồi dào và luôn thành công trong việc. Đặc biệt là cảm ơn chị Jessica. Và hôm nay cũng đặc biệt cảm ơn cái món quà, những cái đồi ủng rất là đẹp với những cái món thức ăn, những cái quả dưa hấu tráng miệng. Rất là cảm ơn một người cô ở Đắk Lắk giấu tên đã gửi tiền cho 7 anh em đây. Xin chúc cô luôn dồi dào sức khỏe. Máy là do là mấy ngày không làm ấy, thế nên là nó hơi lạnh một chút các bác. Đấy, mọi người đeo khẩu trang vào, làm cho nó đỡ bụi. Có được chú Hùng ở Hà Nội có ủng hộ mua mũ với cả mua găng tay thức ăn cho mọi người rồi. Bảy anh em siêu nhân ấy thì lại thiếu bác Sò, và bác Sò này lại có công việc đám ma, thế nên là bác cũng không thể về để làm được. Hôm nay chỉ có 6 anh em thôi.
nhá, cẩn thận nhá. Đấy, đổ đấy luôn. Không có gì chắn đây à? Chỉ mua gì thay nè. Đấy, lấy cái gì che cái chắn vào đi. Không nước nó chảy hết xuống nè. Tiếc hết cả xi đấy. Thank you.
trong buổi sáng ngày hôm nay thì cố gắng là đủ được tầm khoảng 10 mét các bác. Sau những cái thời tiết không ủng hộ thì mấy anh em siêu nhân thì cũng được nghỉ ngơi và đã được phục hồi lại sức khỏe rồi. Nên là hôm nay lại tiếp tục cái công việc thường ngày làm đường ở trên đỉnh Hấu Chua này. Rất là cảm ơn trong cái thời gian vừa qua cô bác Mạnh Thường Quân, quý vị khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh, luôn quan tâm đến bảy anh em siêu nhân và bà con ở thôn Hấu Chua này. Rất là cảm ơn các bác, các cô và các anh chị, quý khán giả. Rất mong là tiếp tục nhận thêm được những sự đăng ký kênh, ủng hộ kênh từ quý cô bác. Đó là những động lực để Mỹ Linh tiếp tục cố gắng trong những cái con đường thiện nguyện ở trên vùng cao, giúp đỡ bà con dân bản. Ấy, có ổ mì làng nó sạch sẽ em các bác. Chỗ nào đá nhiều đấy anh lấy cái bàn xoa ép cái đá xuống ấy, anh vừa xoa đường nó mịn một tí. Hôm qua là vợ anh cũng đi đám ma đúng không? Ai mất đấy anh vừa? Bà nội của chú. Bà nội của anh luôn à? Chú. Chú à? Của chú à? Thế là bác sò kia là quen hơn à hay thế nào? Giúp họ làm phong tục à? À cũng kiểu giúp làm phong tục luôn. Cố gắng lên nhá bác Xính nhá. Bác Xính chăm chỉ nhất. Đấy các bác xem. Nhưng cứ mỗi lần Mỹ Linh ở đây thì lại được ngắm khách du lịch đi phượt xuống dòng sông Nho Quế, chỗ cái hẻo công sản bên kia. Lần này thì toàn khách Tây thôi, khách Việt rất là ít. Có nhiều chỗ ấy thì các bác, đá nó nhiều quá, nó cứng quá, không thể đập xuống được nữa rồi. Bác Sò với cả bác Trơ là đang nhặt đá sang bên này để kê sang bên này nó cao hơn đúng không bác Trơ? Cho sắt ở đi xiết im gì nhờ? Đấy. Bác Trơ với cả bác Xính đang cho bên này nó cao hơn các bác, tại vì là bên này nó thấp với cả bên này cũng thấp, ở giữa thì cao rồi.
đường của mấy anh em ở đây cũng cực kỳ là gian nan. Mỹ Linh cũng rất là thương cho mấy anh em đây, rất là số lượng người đào. Mình lên xe biển trường chứ. Vâng. Hôm nào ông thấy có cái gì cũng bảo. Đúng con thấy như anh con biển trường mà. Đây có đoàn là cơ quan chính quyền nhà nước với cả mấy người sư là cũng là vào trong này là đi lên chỗ đỉnh Hấu Chua để khảo sát làm cái điểm trường các bác đấy. Mình là lên khảo sát làm điểm trường ấy. À, đoàn mình ở tận đâu ấy? Mình ở Bắc Ninh. Bắc Ninh hả anh? Vâng. Quý hóa quá anh ạ. Có mọi người làm điểm trường trên này nữa thì là quá vui rồi các bác. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình cũng quay lại những thước phim cho tất cả các bác biết về cái quá trình làm đường của bà con trong buổi sáng ngày hôm nay như thế nào nhá. Được chưa? Di chuyển mấy cục đá to đấy ra ấy. Ép luôn vào bờ tường ấy. Căng nhất là tầm được tầm khoảng 20 mét chứ ạ. Dài lắm. Đây là ở đoạn trên điện đổ rồi. Vâng, vâng, đang đổ nốt đoạn này đến góc cua chị kia. Đây lên kia tính như này là từ dưới này trở lên là bao nhiêu? Hơn 2 cây. Ơ chị ở tao ở chị ở tủ cây rồi, ở tủ kia rồi. Hôm nay cây là hả? Ít xí gì rồi? Hai tầm gần 3 cây chú ạ, 28. 28 hết tầm 3 giờ. Dạ. Hết tầm. Tiền thì cái này thì chưa dự tính được hết chú ạ. Ước chừng á? Ước chừng thì nó nhiều lắm chú ạ. Nếu mà tính công của bà con thì nó phải rơi vào cao lắm. Đây là bà con bỏ công thì nó khác. Bà con làm dạ.